Ok, chào mừng mọi người đã đến với tập tiếp theo của game Rise of the Tomb Raider, được mình phát hành vào các buổi tối, nghĩa là từ tầm khoảng 5 giờ cho đến 6-7 giờ gì đấy, mình sẽ upload lên. Vì mình không biết, vì mình thực sự thì trong lúc upload thì lúc thì lâu, lúc thì chậm, mình không biết rõ ràng giờ nào, nhưng mà cứ tầm 6 giờ là mọi người chờ đợi tập phim, à tập game tiếp theo của mình nhá. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp. Ok, Crop Manor, khu dinh thự của dòng họ Crop. Đây là sau khi ở kia khu lăng mộ ở tập trước, chúng ta về nhà và bắt đầu nghiên cứu tiếp. Tiếng cửa mở cộng tiếng bước chân. À, là Jonah. Jonah. Có rất nhiều thứ tôi muốn kể với anh. Đã tìm thấy lăng mộ của Prophet chưa? Rồi. Nhưng tôi đã bị theo dõi. Bởi ai? Chúng tự gọi là Trinity. Chúng đến để giết tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô làm tôi sợ đấy. Lăng mộ thì trống rỗng, nhưng tôi nghĩ nó có cái Divine Source, cái mà cha cô theo đuổi ấy hả? Đúng vậy. Tôi nhìn thấy ký hiệu này ở trong lăng mộ. Tôi biết nó trước đây. Tôi đã thấy ở đây, trong quyển sách của bố tôi. Nghe này. Thành phố mất tích của Kitesh đã bị biến mất. Ở thế kỷ thứ 12, huyền thoại kể rằng ở có kia hồ. Vậy có liên quan gì? Chúng cùng một ký tự đấy. Ui, mình phải công nhận Jonah giống hiu béo vãi lìn đấy. Giống luôn đấy. Nếu cái Divine Source được ẩn ở trong lăng mộ thì hẳn nó phải đến cái gì kia của tôi à? Nghĩ đi, nếu thứ này mở khóa được cái thế lực bí mật bất tử gì đấy ấy, thì nó có thể thay đổi mọi thứ, bệnh tật, cái chết, tất cả sẽ không còn nữa. Cô có tự nghe những lời cô nói không vậy? Tôi không quan tâm nó có thật hay không. Tôi đã mất quá nhiều bạn rồi. Tôi không muốn mất cả cô nữa. Bố tôi chưa bao giờ được kết nối với cả Kitech đấy. Đừng tự trách mình vì những gì đã xảy ra nữa. Ông ấy tự chuốc lấy thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bằng tất cả mạng sống của tôi. Không. Đang cãi nhau đấy. Dấn thân vào nguy hiểm làm gì? Nhưng mà nếu mà cái sức mạnh đấy mà rơi vào tay kẻ xấu thì cũng nguy hiểm đấy. Mình phải nói thật lòng, mình không cần cái đấy. Thực sự thì bất tử thì nghe có vẻ sướng đấy, nhưng mà trên đời này chả có cái gì nó vô giá cả. Jonah à? Có tiếng quay lại. Đéo phải. Đánh bỏ mẹ ao đi. Thằng chó chết này. Nó đến tận cái dinh thự của Crop thế này không được rồi. Ui vãi. Hét to lên. Jonah vẫn còn ở đây mà. Hét to lên. What the fuck. Ui. Nào. Hấp diêm, hấp diêm. Hấp diêm Crop của chúng ta đi. Lara. Chết tiệt thật. Với cái đèn đập đó. Không cần. Đứng yên. Bỏ quyển sách xuống. Ông cầm cái đèn thì làm ăn gì được. Bắn nó đi. Mày không dừng được bọn tao đâu. Ông vãi cảm tử thế. Nó chạy mất à? Sau này ai mà xây nhà mà có những cái khu mà dữ liệu quan trọng ấy, thì nên xây cao cao một tí để tránh bọn nó nhảy ra cửa sổ. Vì nếu xây cao bọn nó nhảy ra thì bọn nó cũng chết rồi. Chúng ta cần phải tìm đến đó trước. Siberia hả? Được rồi. Vậy đây là ngọn nguồn của câu chuyện dẫn đến chúng ta ở tập 1, có nghĩa là hai người này đến ngọn núi tuyết đấy và bị tai nạn, bây giờ mới trở lại thực tại đây. Phía bắc Siberia hiện tại. Ui, bị chôn vùi dưới lớp tuyết mà vẫn gượng dậy được này. Bá đạo VL ha.
Lara, cô ở đó không? Tôi đã về đến hầm trú ẩn rồi đây. Trạm nghỉ thì đúng hơn, shelter. Làm gì có cái hầm nào đấy, Jonah. Nếu anh nghe thấy tôi, hãy quay về đi. Đừng cố tìm tôi. Tôi cần làm điều này một mình. Đúng là cái game này vẫn xây dựng cái hình tượng của Lara Croft là đả nữ toàn diện. Như vừa rồi Jonah đến cứu đây, nhưng mà vẫn không để Jonah làm chủ chốt trong cái pha hành động đấy. Vẫn để Croft tự mình hạ gục cái thằng kia. Mặc dù nếu quả đấy không có Jonah thì Croft chết chắc rồi. Sắp gọi Croft này đấy là họ thôi mà, rồi gọi là Lara. Vì bây giờ có nhân vật tiếp theo đó là bố của Lara trong câu chuyện nữa thì dễ bị nhầm lẫn. Tiếp tục đi đi. Ui, tuyết nó còn lún xuống nữa kìa. Nào, mày làm được mà. Di chuyển đi. Wow, một cái trại cũ. Trại cũ thì làm ăn gì được, cũng có đốm lửa nhưng mà tuyết phủ kín rồi. Tóc trông rớm nhờ. Bay phấp phới. Đúng là bây giờ công nghệ hiện đại thì khoảng cách sự khác biệt giữa phim CGI và game in game ấy thì nó không khác biệt nhau là mấy. Nào, cùng tìm xem những thứ giúp cho chúng ta sống sót nào. Cái gì đây? Củi à? Hình như que. Ok, có thể sẽ hữu ích ấy. Không đủ. Vẫn chưa đủ cho đêm nay. Chúng ta cần hơn nữa. Yếu vậy. Cái lệnh chào đón. Cái trường được tên là A Cool Welcome. À, con hươu này. Chế đồ được từ xác hươu à? Độc hươu. Thịt tươi. Chó sói mẹ ơi. Nhanh 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 lấy thịt đi tôi quay lại. Ok rồi, quay lại thôi. Nhà anh nào, cố lên nào. Rồi, về đến nơi rồi. Sao tự nhiên tay đâu lòi ra mấy cái củi này? Với mình đi có củi trên tay đâu, mình tưởng nhét vào đít rồi. Chút nhét vào đít. Cái này mà nhét thì lên tận cổ. Rồi, làm một cái lều. Cái này thì chống được cái gì? Chống được chồn nhảy vào. À đâu, đúng rồi, quên mất là chống được tuyết rơi xuống ấy thì nó đỡ rơi vào đầu. Radio. Cái radio kêu. À, bắt được radio của bọn địch. Bọn nó nói chuyện gì với nhau ấy. Nó, nếu nó ở đây chúng ta sẽ tìm ra. Nghe kế hoạch của bọn nó đang tìm kiếm À đúng rồi nhỉ, nó có quyển sách của mình rồi mà. Bây giờ nó đến đây. Bọn Trinity nó đến đây rồi. Các bọn Trinity này không biết là bọn nó có gọi là hỏa lực hùng hậu không? À không, hỏa lực kinh, nó có cả một cái máy bay quân sự cá nhân cơ mà. Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn. Chế vũ khí. Like looking an old enemy in the eye. Tăng đam cho cung. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. Ý. But I won't. Thay được trang phục à? I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in the snowy hell. Nó khắm đấy. I just hope that Jonah is okay. That he found. Bộ là bộ người rừng à? I just couldn't risk having him with me. Lâu thế, tải mô hình mà lâu thế mẹ ơi. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path. Bộ này ngầu vãi. And mine alone. Thôi mình nghĩ là nên để bộ mặc định lúc này đi cho nó đúng với cốt truyện. Ở tập sau mình sẽ đổi sau. Bây giờ cứ phải chơi cho nó đúng đã. Còn nâng cấp cái gì không? À, skill. Vẫn như game trước thôi. Tăng được kinh nghiệm thì sẽ có 3 nhánh. Sống còn này, săn bắn và giết người. Mình nghĩ là tăng mạnh vào cái survival này này. Có những cái như kiểu là kiếm được nhiều công cụ với cả item hơn ấy.
tiếp đất an toàn hơn. Cái này chưa cần lắm, kiếm được thêm kinh nghiệm để rồi mình tăng cái này để lúc mà mình loot đồ thì kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn. Có kinh nghiệm thì mình mới tăng được những cái khác được. Ok, mình không cần đọc chủ trương, trước giờ các cái game mình chơi đều theo hướng cái đấy hết ạ. Tăng những cái điểm phụ trợ trước. Xui, săn bắn. À, leo lên trên này này. À, lên được rồi. U, trên này có cái hòm này. Loot đồ. Không có kinh nghiệm à? Shit. Bắn con hươu nào. Chết rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Em ơi. Nó vẫn chưa tèo à? Ui, đứng. Ui rồi ôi. Quay lại đây cho tao. Trượt. Hết mẹ tên rồi. Ok rồi. Cái lông chim vừa rồi mình thấy đọc là để chế tên. Chốc nó sẽ grab thử xem. Có cái gì đây này? Có cái gì sáng sáng ở đây? Chắc là tiền chứ cái gì? Gia thú á? À, chắc có con động vật rồi nó chết trôi ở đấy. Lên trên kia đây. Cái gì đấy? Chia đi. Chúng ở đây. Bọn mẹ rồi, phải chạy lên cây cái đã. Ủa cái tiếng gì ấy? Trong cái bộ đàm của nó có tiếng hét của quái vật à? Tiếng gì ở quanh đây vậy? Lại nữa này, có cái sáng sáng ở đây. Có cái cành cây que củi gì không nhỉ? Để mình còn chế mũi tên chứ hả? Cái cây này không lấy được à? Chết cha rồi, hết mẹ nó tên rồi. Có 5 cái mũi tên, chết thật đấy. Ui mẹ ơi. Tuyết sâu thì sẽ bị đi chậm lại. Cái pháo sáng bọn nó vẫn đang tung tăng kìa kìa. Ui rơi xuống rồi. Địch ở quanh đây à? Ui. Né. Ui, ấn B là né. Ui giời, chỉ có né thôi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Ui ôi. Chết rồi, mình không chạy kịp, bị cắn chết mẹ nó rồi. À, chạy đến khúc gỗ đi, đừng có mà đi xuống cái deep snow đấy. Đây rồi, chạy đến khúc gỗ này này. Úi. Rồi, ok, thoát rồi. Tấn công cận chiến này. Tấn Y để đánh cận chiến. Bổ chết mẹ mày, bổ chết mẹ mày, bổ chết mẹ mày. Mày chết đi, mày chết đi. Nó chết rồi. Ui, nó không chết, nó không chết. Đừng cút thôi. Bắn gì không, bắn gì không, hiện gì đi. Ủa, nó không hiện cái gì thì mình biết sao được. Ấn B để né, ui rồi. Giờ nó không dậy nữa, mình phải tự ấn. Mày này. Quick time nó khó thật đấy. Úi giời, lại thỏng à. À không phải, không phải. Đúng, đúng, đúng có chuyện game à. Cứ tưởng lại hỏng nữa thì cô đau tim thật đấy. Lại nhớ đến cái gì này, hoài niệm à.
Chắc là ngất đi, nghĩ lại. Rồi, trèo, trèo tường vào. Sao con không đi vào nhà một cách bình thường, nhưng cách này nhanh hơn mà. Đến nào, con khỉ bé nhỏ này. Cha lại sắp đi phiêu lưu đấy à? Ừ. Con có thể trở thành một người hỗ trợ cho bố. Nhưng việc này thì quá là nguy hiểm con ạ. Lara, nhà bố này. Ngày nào đó chúng ta sẽ được lưu danh trên thế giới này. Con có thể khiến cha tự hào. Giờ ta bận chút. Ây xì. Lại bê bết. Từ đầu game đến giờ chưa có lúc nào mình thấy Lara gọi là có sức sống hết á. Rơi xuống núi tuyết rồi. À, tìm cái cây để hồi máu. Đâu nó đâu ấy nhỉ? Hoa quả. À, cái cây vẫn mình thử này. Hóa ra là để hồi máu chứ không phải là để lấy gỗ. Lấy lá cây. Cần thêm một ít nữa. Đủ chưa? Ủa, căn cứ của bọn nó kìa. Giữ L, B. Rồi. Hồi máu rồi đấy à? Giờ giờ có thuốc nữa cơ, không phải là tự hồi máu nữa. Giờ phải giết con gấu. Phải tìm cách để đi qua được con gấu cơ. Phải tìm cách khống chế con gấu chó chết này. Đi nào. Hello cuckoo. Ý có cái gì này? Nấm độc à? Chắc là chế thuốc độc để hạ con gấu đấy mà. Đi đường nào lên? Cái này trèo lên được này. Đúng không? Cửa kia cũng có đường, không biết đường nào mới là đường đúng. Ôi bỏ mẹ nó quay lại chỗ này rồi. Mình muốn quay lại kia cơ. Ui phải không? Đây là hai con gấu. Chưa vào được, chưa vào được. Quên quên quên, nhầm đường rồi. Phải tìm cách chế nấm đúng không? Rồi tìm thêm nấm à? Ui mẹ ơi, lại vào cái hang này. À nấm đây này. Đủ nấm luôn, rất là nhiều nấm. Trong này có cái gì? Lại nấm nữa này. Đây không phải hướng đi chính đâu. Ít. Có cái gì trên tường này? Cái gì ấy? Như kiểu là đá quặng kim loại ấy. Nhiều quặng thế nhỉ? Không biết là để làm gì không? Chắc là để chế đồ hay là nâng cấp cái gì đấy đây. Kệ, cứ lấy thật nhiều à. Lại một cuộn nhật ký của ai đây? Đây này là cái gì? Gai thì chắc phải có lửa mới đốt được nó. Cứ đi ra cái đã. Nấn ná lâu cũng mệt. Nào, giờ đi đâu tiếp? Chỉ đường đi. Chị sẽ đến. Bắn được con thỏ nha. Con chim. Để ra lấy lông chim.
Tiện tìm xem quanh đây có gỗ thì lấy gỗ chứ nhỉ. Kìa, có cái cây kìa. Khả năng lấy được gỗ từ cây này đấy. Chuẩn men rồi. Rồi, hết rồi. Cái gì ở đây đây? Không thể dịch được. À đây, phải lấy cái hòm này đã. Might be able to make something with all this. Trở về trại. Chắc là về cái chỗ cái bếp lò, à cái lửa trại ấy, để chế đồ lại thôi mà. Hết bố nó tên rồi. Ý, cái gỗ này lại có này. Ui, có cái gì đây này. Nãy ra không để ý. Ui, nấm. Nấm ở trong cái hốc cây. Bốn nấm cơ mà, ui, vãi nhiều thế. Nào, cùng chế tên độc nào. Crap. Đầu tiên là chế tên đã. Sau đó chế tên độc. Chỉ được hai mũi tên thôi. Equipment. Chưa chế được cái gì nữa. Rồi, cần phải nghỉ cái đã. Lạnh quá. Mệt quá rồi. Chắc là đến sáng mới đi hạ sát con gấu. Phát hiện này rất là quan trọng. Ông dám thách thức tôi à? Này, ông. Bố, chuyện gì xảy ra vậy? Họ là một lũ ngu xuẩn. Bố làm con sợ đó. Bố gần lắm rồi, Lara. Rất gần với một thứ quan trọng. Ngày nào đó, con sẽ hiểu thôi. Con không muốn hiểu. Con muốn bố dừng lại đi. Hãy trở về làm bố của con đi. Ui, lại pháo sáng. Sophia, tiếp tục di chuyển đi. Thôi nào, chúng ta bắt được nó rồi. Ui vãi. Đây là Sophia. Sophia là tên con gái mà. Ui, hết tên rồi. Chạy đi. Ông mày can đảm chưa? Chạy đi. Ui, nó bắn vào mặt ông ấy rồi. Chạy đi. Sao bọn kia không cầm súng bắn chết con Sophia này đi? Đuổi con bé đó cho tao. Ui, chết rồi. Lửa, lửa khu mình đó mà. Lộ mẹ nó rồi. À không, trốn rồi, kịp trốn rồi. Hồi hộp quá ta, mặc dù mình là người rình nó mà mình cũng không biết mình đang ở đâu nữa. All teams report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. Fire was still warm. Ấn Y để ám sát. Y này. Tụi nó chết rồi. Nhặt đồ từ người nó. Ấn Y để hạ gục thằng này nào. Mày vào đây tao hạ mày nào. Chết tươi đành đạch. Có loot đồ của nó được không ta? Sổ ơi. Ui, nhiều tên thế. Tên của mình đúng không? Xem có cái gì nâng cấp chưa đã. Upgrade weapon. Cái gì đây? Thời gian giữ được lâu hơn.
Mình cần cái này đấy. Cuốc này. Không biết đọc dài mà không biết gì nữa, cứ tăng hết cỡ đi. Giờ tăng điểm kỹ năng nào. Tầm để chơi đoạn này có vẻ hơi lan man rồi đấy. Mình vẫn muốn tăng vào cái chỉ số sống còn hơn. Chế được bom này. Faster grab up through object and ammo when on the run. Chưa hiểu cái gì đấy, chưa hiểu lắm. Tăng điểm quan trọng giết người đi. Được rồi, nhận ít đam hơn sau khi bị nổ và lửa. Chơi cái này đi cho tỷ lệ chiến đấu sống sót khi chiến đấu cao hơn. Ok, giờ đi tiếp. Trên đường phải đi chế kiếm thật nhiều đồ đã. Cái này không phải để khám phá bí mật mà là để làm được nhiều mũi tên hơn, tốt hơn. Ui chết, địch kìa. Trên này có dùng cung được không nhỉ? Ui dùng tốt. Mày chết này. Hoàn thành cái thử thách quái quỷ gì vậy? Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có thằng địch kìa. Mình phải tìm cách trèo lên trên đã. Có chỗ nào để trèo không ta? Để chỗ này có này. Mình sẽ áp sát từ phía bên này. Ba thằng. Thực sự chỉ có ba thằng thôi. Lộ rồi. Đi kiểm tra. Bọn nó đi kiểm tra rồi đấy. Mình sẽ bắn cái thằng đang đứng ở đây. Headshot. Ám sát, không để lại tiếng động. Chết rồi, nhầm thôi. Mình muốn loot đồ thằng này chứ không phải là... Rồi. Giết cái thằng kia đã. Máy tính gì ở đây này. Cuộn băng ghi âm của cái thằng lính bên Trinity. Úi dồi. Headshot. Một phát bắn hoàn hảo. All teams, keep your eyes open. The natives booby trap the woods. Ủa, đi đường đến đâu nhỉ? Trên kia cơ mà. Mình đi nhầm đường rồi. Ú, có nhặt được cái gì ấy? À, lá cây. Nên đấy kiểu gì nhỉ? Đây chăng? À, ra chỗ con gấu đấy mà. Đổi tên rồi đi. Ra chỗ con gấu đã. Hình như là ấn... Vãi. What the hell? Mình phải tính ở cái chỗ
bắn cho nó hiệu quả cơ. Đéo của nó ơi. Nguy hiểm đây. Kệ, cứ lên đi. Được rồi, ấn RB. Chết cha rồi, nó không chết mẹ ơi, nó đuổi kìa. Cứ chạy cái đã. Mình nghĩ là chạy ra ngoài luôn đi. Chế tên độc tiếp. Hết nấm rồi. Không sao. Thế là đủ. Giờ lại quay lại. Hy vọng nó không reset. Mình đoán cái chỗ này khả năng là để chạy nhảy ở đây đây. Đồ này. Quanh đây có cái gì nữa không? Hết rồi. Lại nấm nữa. Khéo nó chết nhăn răng rồi. Độc chắc là phải một thời gian thì nó mới ngấm đúng không? Nó vẫn còn kìa. Oh, what the hell, nó chết rồi. Hay quá. Ý, có cả thịt nó ăn dở nữa. Mình ăn thừa của nó vậy. Mổ con gấu này ra. Có cái gì cho tao không? Con gấu nguy hiểm thật đấy. Nó làm mất mình bao nhiêu thời gian. Một con gấu này bằng mấy thằng người liền. Cũng đau tim ấy chứ đùa đâu. Hòm này to này, chắc có gì đó quan trọng. Còn phải ấn để mở nữa. Xui. Một mảnh của khẩu semi-biston. Lại quyển nhật ký. Rồi, đi vào đây thôi. Nhanh nào. Không có nhà được ở đây à? À, nhảy lên trên này. Dưới này sao? Có gì dưới này? Chết rồi, thế không lên được nữa đúng không? Hay là đường trên là đường bí mật? Không biết chỗ nào là đường bí mật đây ta. Wow. Chết tiệt. Lạnh lắm đây. Phải bơi à? Giữ LT. Ui, mông Lara kìa. Ui, mông Lara kìa. Nhả LT ra thì sẽ tự nổi, còn giữ LT thì sẽ lặn xuống. Ui, mông kìa. Ui, chân thực thế. Mình muốn được nhìn mông Lara một lần nữa. Thôi lên đi. Đây có cái trại đây rồi. Xem xung quanh có cái gì nhặt trước đó, rồi vào trại sau. Đồ đạc nè. Ok rồi đấy. Hú hồn. Nâng cấp một điểm skill. Tăng một điểm hunter đi. Tăng thời gian ngắm bắn là sao? Tăng cái này có vẻ lợi cho bắn cung ấy. Ok, ngon rồi. Có lẽ là tập video tại đây mình sẽ dừng lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tầm này. Ngày mai mình sẽ làm tiếp tập nữa về game Rise of the Tomb Raider này. Hãy nhớ like video và subscribe để đón nhận những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.